cảm giác đầu tiên là được chịu chính tuyết thì hơi bỡ ngỡ một xíu, tại vì mình cũng là tập luyện trên đồi két cũng một thời gian dài thì cái kỹ thuật mình đã có, nhưng mà khi qua đó thì cái tuyết nó rất là trơn, thế là mình hơi bỡ ngỡ một lần đầu tiên thôi, là đụng xuống tuyết là nó trượt liền. Mình thấy mong có một người nào đó biết đến và đam mê cùng mình, và có một cái tài chính nào đó để đưa các vận động viên đi tập huấn nhiều nơi thì mới phát triển được bộ môn snowboarding được. Thì Việt Nam thì chẳng có tuyết để chơi để tập luyện nhiều. Điều thứ nhất thì chỉ cần có tài chính để được đi tập huấn nhiều nơi.